Chào mừng em đã quay trở lại với kênh Thành Trâm Auto. Hôm nay tiếp tục xứng tôi cho ra mắt một cái dòng xe Thaco Lin 120 đời 2021 phiên bản thùng xe lưng đầu chở máy. Đây là một cái xe được rất nhiều các bác tài tin dùng thời gian qua vì nó có tải trọng là 6 tấn 9, kích cỡ thùng là 5m75, rộng là 2m25, rất phù hợp để chở những cái máy nhà máy 75. Đây, chân thì sử dụng là chân 16-16. Trang bị theo xe thì có một cái thùng đồ nghề tời kéo 7 tấn, thùng dầu thủy lực. Sàn thì được sử dụng sàn dày 4 ly. Đây còn về phần sàn. Toàn bộ là được lao hộ 100% U. Ở phía sau thì được trang bị thang dẫn thủy lực điều khiển lên xuống. Đây hôm nay vừa bốc biển cho anh ra ngoài Hà Nội đây. Xe thì chuẩn bị bàn giao, vừa đi đăng kiểm về. Tiện thể quay lên cho anh em xem. Toàn bộ chúng theo xe được điều khiển bằng thủy lực hết các bạn nhé. Rồi, rất là đẹp. Vậy những ai có đang có nhu cầu mua dòng xe 7 tấn nâng đầu chở máy có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Thành Tâm 0911 696 444. Mọi người nhớ đăng ký kênh Thành Tâm Auto để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên mình nhé. Xin chào các bạn.